Dạ vâng, kính chào quý bà cô chú anh chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì trở lại cuộc hành trình đi khám phá những căn nhà quan bí ẩn và những nơi dân linh trú ngụ cả nhà. Thì hôm nay con kính mời cả nhà mình sẽ cùng con vào cái khu nghĩa địa mà hôm trước thì mấy anh em cũng đã đó, cũng khá là lâu rồi, hai anh em cũng có đến đây để mà tìm hiểu có vong linh nào trú ngụ không cả nhà. Thì cũng đã gặp được vài vong linh thì cũng đã trợ duyên được, thì cũng hôm nay con sẽ đi một mình đến đây để mà khám phá thử xem có vong linh nào về trú ngụ hay không, thì mình có thể giúp đỡ họ nha cả nhà, cho họ được bữa ấm lòng no dạ, đỡ đói lạnh thôi nha. Mấy ngày nay chỗ con mưa quá trời mưa luôn cả nhà. Sợ mũi nữa rồi. Chỗ này như có ai mới đúng. Ơi cả nhà, thấy gì có không? Hôm nay là đầu tiếng sau kia. Dạ, tôi xin chào ạ. Mời cả nhà. Dạ, thấy đứng sau kia. Ơi. Ông mới hay đến đây mà ta. Dạ thì tôi đã thấy chắc lẽ là vong quá. Thì vong có thể xuất hiện cho tôi thấy đi. Anh tiếp tôi được không? Tôi cũng kiến cho dùng nha. Ủa sao mà hãy mới thấy xuất hiện này mục tiêu rồi ta. Dạ thì vong có gì thì vong thức nói tôi biết đi. Ừ cũng kiếm dùng nha. Ủa này cái này bịch kìa nè. Giờ cái nhai nha. Nhưng thấy như đứng cái này kìa nè. Quên bịch quá sao qua bản này. Để em kiếm đường đi quả nha. Ừ giờ nó bịch. Đi dòng qua này. Chắc do là mấy ngày nay bên con mưa nhiều quá nha, con lại bị cảm này. Thì vong mới xuất hiện như tôi thấy rồi, thì vong có thể là ra giao tiếp tôi được không? Để tôi cúng kiến cho dùng nha. Cẩn thận với chỗ này. Rồi, này khúc này sao cỏ cây quá trời. Vì sao đi đây? Ôi da. Ồ, chỗ này giờ không biết chứ. Đâu là đất đâu lấy luôn á nha. Dạ thì con lỡ có bước lên thì con cũng mong. Này như đây luôn hay kìa nha. Quá rậm mà. Không, mấy ngày mấy ông thông cảm với con nha. Né né cái này. Dạ. Ôi. Ôi tới cái nhà. Ok nha. Dạ tôi xin chào ông ạ. Kìa kìa nha. Ừ.
Trời, mới thấy là mất tiêu rồi đó. Dạ thì Phong mới xuất hiện như thấy thì Phong giao tiếp với tôi đi. Thì tôi cũng ký như Phong dùng nha. Chứ tôi đến đây thì cũng không ký xấu. Nó kêu rồi. Rồi cái nhà khu ngoài này giờ không đi được luôn cả nhà. Quá trời cây nó vụt rồi. Ok cả nhà. Dạ tôi chào Vong ạ. Cái gì mà đảo không? Thì Vong xuất hiện tôi thấy rồi thì Vong ra giao tiếp với tôi đi. Mày tôi kiến dùng Phong dùng nha. Mình sẽ đi bọc rồi cái. Mình chơi chẳng nào cái. Không thấy luôn. Ủa gì mà đảo đảo không chuyện ta. Ok ok nha. Chúc mừng đó cả nhà. Dạ tôi chào Vong nha. Thì Vong xuất hiện tôi thấy đi. Kìa kìa cả nhà, thấy cái đầu kìa nha. Rồi qua đằng trước rồi. Để không biết chuyện nói chuyện chứ không biết. Thì tôi đến đây thì để giúp đỡ những một linh đang nói khác lạnh lẽo thôi. Thì Vong đã xuất hiện tôi thấy thì Vong ra giao tiếp tôi được không? Để tôi cũng kiến với Vong dùng nha. Gì trời? Mới thấy đảo ở đây thì mất tiêu nữa rồi. Mày chơi trò chúng tìm hay gì ta? Thì tôi nói thêm lần nữa nha, tôi đến đây thì chủ yếu là giúp đỡ Vong Linh thôi. Mong mong có thể là ra giao tiếp tôi được không? Đảo lắm nữa cả nhà. Cậu bị cảm cả nhà. Ủa vậy nếu Phong Linh không muốn nói chuyện với tôi thì để tôi đặt cái bàn thức cho cúng kiến cho Phong Linh dùng nha. Rồi chút xíu tôi sẽ ra rồi cho Phong Linh dùng xong thì tôi sẽ nói chuyện với Phong Linh sau nha. Như tôi đến đây thì cũng không có ý gì đâu. Rồi cả nhà, thì chắc có lẽ bên này sợ có đến đây để mà chiếm chỗ ở gì á. Với lại phần sợ, chắc có lẽ sợ con đến đây bắt bớ gì á. Nên mình thì không dám nói chuyện ra. Để con lập bàn nghi thức cúng cho Bình này dùng trước. Cho Bình này tin tưởng con đi. Thì con sẽ dễ dàng mà độ quá nha cả nhà.
Thì tôi đến đây thì tôi chủ yếu là để giúp đỡ Quang Linh thôi. thì con hãy để tôi cúng kiến cho con dùng nha. Này muốn rồi con dùng xong đi một chút xíu rồi tôi muốn nói chuyện với con có được không? Chứ tôi thấy Vong cũng núp núp ở đó là tôi biết là con sợ là tôi chiếm ngự cái chỗ của không, cho nên là con không dám xuất hiện ra cái gì. Nhưng ngày hôm nay khu vực của con cũng nhất mình. Khó chịu quá nha. Ê, ê, cái gì vậy? Trời, 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 không dữ. Mà bông bình tĩnh đi. Tôi ở đây để cúng kiến cho bông dùng là bông thấy không? Trời ơi, không có chổi cái nè. Có thiệt không? Thiệt. Đây đây, bánh trái đây. Tôi tính lập bằng nghi thức cho bông dùng mà bông làm cái gì mà bông cầm chổi tôi vậy? Tôi không cho bông dùng luôn bây giờ nè. Thiệt á, thì ta để xuống. Trời ơi, bạn gái gì không dữ vậy? Tôi tin là tôi không cho ông dùng mình bắt vô rồi vong vô rồi luôn không? Nhưng mà tao tưởng ai cái chỗ đó ở đây mà tự nhiên nay có người thì vô đây à? Thì vô đây cũng kiến cho vong dùng thôi, nãy giờ tôi nói rồi mà. Rồi rồi rồi, nãy giờ sao mà núp núp lá ló không chịu ra nói chuyện với tôi? Thấy lạ tao không ra đó. Tôi đến đây thì cũng kiến cho cô cái chiếm chỗ này đâu mà ông sợ, ông bà sợ. Có thiệt cúng không ạ? Có thiệt là cúng không ạ? Chứ tôi đặt cái này ra làm cái gì? Thế trời đất ơi, nguyên cái bàn mâm dĩa đây ra chuẩn bị nước này, hương này, cho dùng hỏi cái thiệt cúng không dạ? Đúng rồi, có trái cây kìa. Chị cúng đi. Thôi vậy không cúng nữa. Thôi mà cúng đi. Rồi thì cúng cho dùng xăm 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 ra tính vớt chứ. Làm ngày nay công sức đi mua mấy trái đào nữa. Buồn dễ sợ ạ. Trời, trái ngon dữ ạ. Lấy bớt rồi đi, vậy lấy bớt rồi đi chứ nhiều quá. Ăn hết không? Ăn hết không? Chắc không hết đâu. Cho nhiều, ăn nhiều à. Rồi, rồi, rồi. Đến đây nó ngủ lâu chưa? Mới tới có 10 ngày à. Mới tới hả? Làm gì? Trời trời. Bà tính bánh con gì con. Quên tới quên tàu quên tui luôn cái nha. Bà ông Phước đứng đó nha. Không có mà người bị chở giúp đâu rồi. Liên rồi. Ghê thiệt. Rồi không ra chú ngủ đâu mà hôm nay về đây vậy? Ở xa lắm. Ngày sao mà ở đó? Bữa đó không có gì ăn hay gì mà về đây kiếm chỗ ăn hả? Kiếm gì ăn hả? Đúng vậy. Vậy biết vậy để ra tôi cúng cho ăn thì im cho tôi cúng đi mắc gì. Thấy lạ nghi nghi rồi. Nghĩ gì vậy? Không đâu ai mà dám vô đây giờ này. Giờ này sao? Giờ này sao dám vô chứ à? Đúng đâu mình thì kia nó vô này nó chết chứ. Trời đất. Một bà nhìn tôi giống xì ke lắm hay gì mà. Ai biết đâu á. Nhìn chắc cũng trẻ quá. Nay hồi đó mất nhiêu tuổi? 28. Trẻ bán thôi thôi để tôi cũng cho bà dục điều chút xíu được hỏi chuyện với bà sao vậy. Môi đạo Phật, môi đạo Phật, môi đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Cao Thần Thượng Địa Tạo Nhân Thân. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện được trợ duyên cho các phúc linh tăng đứa khác bạn bè của con ngày được không? Thì con cũng mong các ngài trong hai ngày bị sợ cho phúc linh đang xuất hiện ở đây ra dùng những phần lễ con mong tới để phúc linh này được ấm lòng nó dễ hơn, đỡ nó lạnh hơn. Nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật. Rồi thôi giờ bài đó bà dùng đi rồi một chút xíu rồi tôi sẽ vô nói chuyện bà sau nha. Thấy con trẻ quá chừng luôn mà. Rồi bà nhà con xin phép rồi bằng nghi thức nữa nha. Đi. Bánh ngon dữ ta. Mình thử cái trái này xem sao. Ngon dữ ta.
cây bánh ngon quá à. Rồi thì chào cô. Chào cậu. Này cô đã dùng những cái phần lẻ mà tôi mang tới cho cô chưa? Nãy giờ tôi ăn rồi. Rồi thấy ngon không? Ngon lắm. Ừ, thì hôm nay có ngủ ở đây 10 ngày mấy ngày rồi. Thì có ai đến đây cúng kiến dùng gì không? Thì có kiếm gì ăn được không? Có mà ít. Người ta đến đây cúng hay là cô đi tìm? Người ta tới cúng bên kia kìa. Bên nào? Bên cái chỗ mà hồi nãy gặp lần đầu á hả? Đúng vậy. Ờ, à, như thấy gió như người ta đang dọn ra trống trống hay gì không? Chắc ta dọn ra cúng cái gì. Rồi, sao đó cô còn trẻ, cô mất sớm vậy? Cô có thể kể tôi biết được không? Tôi mất bi thương lắm cậu ơi. Bi thương lắm hả? Mà chưa nữa, giờ cho tôi hỏi tên cô tên gì để tôi biết, tôi tiện cho tiếp. Tôi tên Hoa. Tên Hoa. Mất ngày nãy cô nó mất 28 tuổi. Cô mất lâu chưa? Mất 12 năm rồi. À 12 năm rồi hả? Ừ. Mà nãy cô nói là cái chuyện cô mất bi thương thì cô có thể kể tôi nghe được không? Số tôi là tôi có chồng. Chồng của tôi đi ra ngoài làm ăn đó, rồi có vợ bé. Ảnh dẫn về nhà mà con nhỏ nó dẻo mồm dẻo miệng lắm, nó là tiểu tam mà nó dẻo mồm dẻo miệng lắm, nó dụ bà và chồng tôi, nó dụ luôn chồng tôi nữa, chỉ nghe theo lời nó. Rồi cái bà chồng tôi á chửi mắng thôi, tống cổ hai mẹ con tôi ra ngoài đường. Vậy là đuổi đi luôn. Vậy là bị bà vợ bé rồi, kiểu như là dễ miệng dễ mộng kiểu không dẻo miệng để mà dụ bà chồng, rồi bà chồng tin tưởng rồi bà chồng đuổi cô ra khỏi nhà với con cô luôn. Đúng vậy. Ví dụ như bây giờ ra đó thì cô có thể làm việc đó mà nuôi con cô được vậy, tại sao cô lại cô nghĩ quẩn cô tự tử mất hay sao? Thì tôi kể cho cậu nghe khúc sau còn ghê nữa. Dạ, thôi cô kể đi. Là tôi với con tôi á ra gầm cầu ở, rồi tôi đi làm ai mướn gì làm đấy á, để nuôi con tôi. Rồi bữa đó tôi để con tôi ở nhà á, tôi đi làm rồi cái tôi về hơi trễ. Rồi cái có cái mấy thằng thanh niên không biết ở đâu tới á, thấy tôi còn xinh đẹp á, cái nó đè tôi
bập miệng tôi lại, nó tối lại. Rồi cái nó tha hồ mà nó làm nhục. Nó làm nhục biết tôi là quốc hận quá, tôi mất luôn. Là lúc là những thanh niên đó làm nhục cô là cô mất luôn, hay là cô tại vì cô tuổi thân quá cô tự tử cô mất? Lúc mà mấy thằng đó nó làm nhục tôi á, nó làm tôi quá hại luôn á. Rồi cái tôi chịu đuối sức nữa, chịu đâu có nổi đâu. Nó tha hồ mà nó dậy dò thân xác tôi. Rồi tôi mất luôn. Trời thật sự. Rồi vậy rồi đi. Vậy thì chị lúc mà cô mất thì cô biết con cô như thế nào không? Tại vì con cô còn đang là ở trong gầm cầu lúc đó đó. Ôi, cô không biết con tôi giờ làm sao nữa. Trời đất. Giờ tôi đi lang thang. Buồn tôi tủi quá cậu ơi. Rồi cô bình tĩnh đi cô. Ôi vậy. Thực sự bây giờ nói tới cái chuyện này thiệt sự là không biết bây giờ. Mà lúc đó con cô, lúc mà cô mất con cô bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó nó đã 7 tuổi rồi. 7 tuổi rồi hả? 7 tuổi thì gì lúc đó nếu mà cũng chững chạc thì chắc cũng biết. Nói chung là cũng cầu mong cho con cô có thể là khỏe mạnh, có thể đủ bản lĩnh để mà vượt qua cái chuyện này. Thật sự nói nghe tới đây thật sự là con cũng không kìm được nước mắt nha. Tại vì đã là bị tiểu tam giật chồng của mình rồi, cô tiểu tam lại dẻo miệng rồi lại là dụ dỗ nói chuyện ngọt với bà chồng, cho bà chồng thương, rồi bắt bà chồng phải đuổi cô gái này. Mà sao không phải là đuổi con dâu lơ cả lớn của nha, phải đuổi luôn cả con đứa cháu mình luôn, ra ngoài đường, ra ngoài hầm cầu ở. Rồi trong khi đó như vậy là đã thấy tội rồi, đã thấy là thực sự là rất là tội nghiệp luôn rồi. Con phải đi làm những chuyện ai muốn gì làm đó để mà có thể là trang trải cho con. Rồi cô tại sao cô lúc mà cô mất cô không có thể tìm về cái chỗ mà cô với mẹ, cô với con cô trú ngụ thì có thể làm biết con cô như thế nào không? Cô không có tìm hay là tại cô đi không được? Tôi có tìm về mấy lần mà không gặp nó, không biết bây giờ nó ở đâu luôn. À, thì có nghĩa là cô bây giờ có về thì có về cái chỗ mà lúc mà còn sống để mà tìm con. Nhưng mà bây giờ con không biết ở đâu. Đúng vậy. Trời, thật sự là... Thôi bây giờ... Nói cô nghe vậy đi. Thì cái chuyện đó thì con tôi cũng cầu mong là con cô có thể là dựng bước chững chạc hơn và thể vượt qua cái chuyện này. Còn cô bây giờ đã là bông linh rồi, cô cũng đừng có nghĩ tới con cô. Tại vì mình đã là bông linh rồi, mình cũng không có thể nào giúp đỡ được con cô gì đâu. Thì cô cứ cầu mong sao mà cho con cô có đủ bản lĩnh để vượt qua chuyện này thôi. Tại vì mình, cô bây giờ cũng không có đủ khả năng để mà có thể là bảo vệ và bảo bọc con cô được đâu. Thì bây giờ cô cứ bỏ qua tất cả, bỏ qua những cái hận thù mà người con gái đó đã mang tới cho cô, và cả mẹ chồng và cả anh chồng luôn. Cô buông bỏ hết đi, rồi để tôi giúp cô, đưa cô về chùa, về núi tu có được không? Thì tôi á, thì nói cô như thế này luôn, nói cô như là cô dễ hiểu luôn nè. Là tôi được bề trên sắp xếp cho đi giúp đỡ những vong linh đang đó khác lặng lẽ cõi tha bà này. Thì bề trên đã cho phép tôi được giúp đỡ những môn binh là đưa đi giải thoát khỏi tha bà này. Thì không nữa thì đưa về chùa núi để tu học, có thể là mình gì đó học cho tốt hơn. Thì cô, tôi cũng khuyên cô và mong cô có thể là suy nghĩ thật kỹ, bỏ qua tất cả cái hận thù, rồi mình có thể là về nơi cửa Phật đi, về đó mà ráng mà tu mà học, nó sẽ nhẹ lòng cho cô hơn. Có được không? Tôi giúp cô có được không? Vậy cậu giúp tôi đi. Ừ. Vậy thì cô để tôi giúp cho ha. Thì bây giờ thì có lẽ cô đã dùng những phần lễ này đủ rồi, thì có lẽ là hôm nay tôi sẽ giúp cô đi về chùa núi tu luôn có được không? Hay là cô muốn dùng gì không?
giờ tôi muốn ăn thêm. À, nhưng mà giờ con muốn ăn thì con muốn dùng gì thì con nói đi, thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho cô. Tôi lúc tôi cuộc sống tôi khoái ăn cơm chay lắm. Cơm chay hả? Với lại bánh bao chay á. Bánh bao chay hả? Cậu đem tới cúng cho tôi được không? Rồi, nếu mà cô muốn dùng bánh bao chay với cơm chay á thì nói chung thì tôi cũng không có hứa là ngày nào sẽ quay trở lại đây để mà cúng cho cô dùng, tại vì nói chung là tôi cũng còn thật sự luôn, tôi cũng còn bận biệu những vong linh khác chứ không phải riêng một mình cô, nhưng mà tôi cũng sẽ sắp xếp ngắn nhất khoảng ngày mà quay trở lại đây để mà cúng cho cô dùng. Thì cô có muốn dùng thêm nước gì không, sẵn cho cúng luôn một lượt rồi cô sẽ giúp đỡ cô về chùa. Thì cô mua cho tôi ly nước mía nữa nha. Có nước mía nữa hả? Rồi, vậy thì tôi sẽ mua cho cô thêm ly nước mía nữa. Thì bây giờ tôi nói cô nghe như vậy, thì cô cứ lúc mà tôi đi về á, thì cô ở đây đi, cô trú ngụ trong đây đi. Thì cô cứ niệm Phật, ngôi Phật, thì cô cứ niệm đi, cho làm cô thanh thản, làm cô bỏ hết những cái hận thù mà lúc còn sống cô đã nhận được. Thì tôi cũng mong rằng cô sẽ hướng về Phật, thì Phật có thể là dễ dàng và độ hóa cho cô hơn. Tại vì thực sự nói về cái chuyện mà cô mất thì nó cũng rất là hoang trái. Tôi khuyên cô sẽ buông bỏ hết nha, đừng có hận thù nữa nha cô. Tôi biết rồi. Ừ. Rồi, vậy thì cô nghỉ ngơi đâu, nghỉ ngơi đi. Thì tôi dọn dẹp để tôi về. Rồi tôi sẽ một hai hôm nữa tôi sẽ quay lại đây, rồi nấu cơm chay, rồi mua bánh bao chay, rồi lên mua nước mía cho cô uống. Rồi xong khi đó thì cô sẽ, lần sau tôi quay lại tôi sẽ giúp cô đưa về chùa núi tu học. Thì cái chuyện mà con của cô thì chắc có lẽ là cái duyên, cái số, còn con cô phải gánh chịu như vậy. Thì do bị trên sắp xếp rồi, cô cũng không có thể nào mà ngăn cản được đâu. Thì cô cũng mong, tôi cũng mong rằng cô sẽ nghĩ thoáng ra, nghĩ đừng có nghĩ tới con cái này nữa. Chắc có lẽ cứ còn nhiều khi là cô mất á, xong rồi là ông chồng lại là hối hận, ông chồng lại rước con mình về đó mà dạy dỗ cũng không chừng. Còn không lẽ có thể là được người nào thương, người ta sẽ rước về ta nuôi. Mình cứ nghĩ vậy đi, mình cứ nghĩ thoáng vậy đi, mình cứ nghĩ về những chuyện mà buồn tẻ nha cô. Tôi cũng cầu mong cho nó được bình an đến suốt đời. Ừ, vậy đi. Rồi, thì cô nghỉ ngơi đi. Thì tôi xin phép là tôi về trước. Rồi vậy hôm nữa tôi quay lại đầu, tôi cúng cho cô nha. Rồi, tôi biết rồi. Rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Như rồi cả nhà ơi, thì hôm nay con có quay trở lại đây, quay trở lại cái căn nhà mồ mà thật sự là rất kiên cố nha. Thì con cũng đã gặp được một vong linh nữ. Thì thật sự về vong linh của cô Hoa này thì nói đến cái chuyện mà cô kể thật sự là nó rất là buồn và bi thương đó nha. Đã bị tiểu tam giành mất chồng, mất nhà. Rồi bị thêm là bà mẹ chồng lại là đuổi ra khỏi nhà. Mà trước khi rủ ra cả nhà là không cho lấy gì hết luôn nha, là bắt phải hai mẹ con phải ngủ dưới gầm cầu. Thì như vậy là cũng đã quá là tội rồi, còn tội thêm một cái chuyện là rất là nặng nề, đó là phải là đi mưu sinh, đi người ta mướn gì thì làm cái đó. Rồi hôm đó thì do là người ta mướn chuyện gì thì chúng con không rành, con này cũng không có kể con. Thì con này đã đi làm, bỏ con nhà một mình. Thì do là công việc làm đã về khuya, thì vô tình gặp những anh thanh niên, thì nói thì thực sự là do có thể là con này lúc đó lúc còn sống có thể là nhan sắc cũng không thua kém ai, cho nên những thanh niên này mới giở trò đòi bại đó nha. Rồi bắt cô trói lại, rồi bắt đầu thay phiên nhau hành hạ thể xác cô, cho đến cô khi cô kiệt sức, cô không chống chọi nổi cái những cái lần hành hạ của những thanh niên đó, cho nên đã mất luôn đó nha. Thì cô cũng đã
lúc mà cô mất ấy, thì cô cũng đã quay về cái chỗ mà cô trú ngụ với cuộc sống để mà tìm gặp con của cô, thì cũng đã là không có tìm thấy, nhưng cũng không biết đi đâu, cho nên cô mới lang thang vất vưởng cõi ta bà này cũng suốt mười mấy năm. Thì hôm nãy con tính là giúp cô đưa về chùa núi tu học luôn, để có thể là cô sớm ngày chị kiếp một người mới. Nhưng mà cô còn có tâm nguyện là muốn dùng cơm chay, rồi dùng bánh bao chay, rồi nước mía. Thì có thể là con sẽ sắp xếp những công việc kia xong, con sẽ quay lại sớm để mà tìm gặp cô, rồi cúng cho cô những phần lễ đó, cho cô được ấm lòng nơi dạ hơn. Rồi con sẽ là giúp cô, đưa cô về chùa, về núi để mà tu học. Rồi cô có thể chuyển kiếp làm con người mới, có thể là sống tốt với xã hội, rồi mình có thể làm hưởng cái phước mà lúc mình lòng vong mình đã tu đó cả nhà. Tại vì chắc do nghiệp, cái nghiệp cái trước của, thật sự là nói về cái chuyện này thì có lẽ là cô cũng là bị một cái nghiệp, con cô cũng có thể là lúc còn kiếp trước cũng đã tạo cái nghiệp cũng khá là nặng, cho nên là cô phải mất sớm. Còn cô, con cô là phải chịu cái cảnh mà lìa xa mẹ, lìa xa cha, làm trẻ mồ côi. Thì con cũng mong rằng tất cả nhà mình, thì hiện tại bây giờ mình còn đang ở cõi trần gian này, mình có thể là làm phước, làm tích đức đi, thì sau này mình có thể là mình trăm tuổi già thì mình có thể là về nơi an nghỉ, nơi cực lạc thì sẽ tốt. Thì do là mình sống thì mình tạo nghiệp, thì mình cái nào mình biết rồi, sống tạo nghiệp thì mất, thì mình phải trả nghiệp xong mình mới có thể là chỉ kiếp luân hồi được. Thì con cũng mong tất cả các nhà mình, thì nếu ai thương tình con thì có thể là cho con xin một like, một đăng ký kênh để tạo thêm cái động lực con đi làm những video tốt hơn, rồi có thể là gửi lên mạng YouTube để cho cả nhà mình xem. Dạ, rồi con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Dạ, có thật nhiều bình an trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ, con xin kính chào cả nhà mình và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.